Thay mặt hội đồng khảo sát, tôi xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể lãnh đạo và công nhân viên của 50 công ty được bình chọn năm nay. Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2013. Và chương trình tọa đàm họ đã làm điều đó như thế nào, chuyện những người sống sót ngày hôm nay.